Đái tháo đường hay tiểu đường là một căn bệnh rối loạn chuyển hóa phổ biến nhất hiện nay. Nguyên nhân gây ra chủ yếu là do hormone insulin giảm về số lượng hoặc tình trạng kháng insulin xảy ra trong cơ thể, dẫn đến các rối loạn chuyển hóa đường trong máu. Những yếu tố như di truyền, chế độ ăn uống và tập luyện không điều độ, béo phì, lười vận động đều là những nguyên nhân thường gặp dẫn tới bệnh đái tháo đường. Tiểu đường là một bệnh mãn tính vô cùng nguy hại. Khi đã mắc bệnh tiểu đường, nếu người bệnh không kiểm soát được lượng đường huyết ở mức ổn định trong thời gian dài thì rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều mô và cơ quan trong cơ thể. Các biến chứng nguy hại của bệnh là suy thận, phù chân, thị lực giảm. Thậm chí, người bệnh có thể bị đe dọa nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì vậy, ngay khi xuất hiện các triệu chứng liên quan đến đái tháo đường, người bệnh cần phải đến bệnh viện kịp thời để khám chữa, đề phòng biến chứng nặng. Nếu khi ngủ bạn nhận thấy những dấu hiệu này, bạn cần cảnh giác và kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt. Đi tiểu thường xuyên. Việc uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ hoặc mắc bệnh thận cũng có thể gây ra đi tiểu nhiều lần vào ban đêm. Tuy nhiên, nếu loại bỏ những lý do trên mà vẫn gặp phải tình trạng thường xuyên đi tiểu thì chúng ta cần phải cảnh giác với nguy cơ xuất hiện của bệnh tiểu đường. Do tình trạng rối loạn chuyển hóa glucose xảy ra nên ở bệnh nhân tiểu đường, nồng độ đường trong máu thường cao hơn mức cho phép. Lúc này, vì thận không thể hấp thu lại các dịch nên cơ thể sẽ cố gắng hòa máu vào các dịch tế bào để đưa nồng độ glucose về lại mức cân bằng. Đây chính là nguyên nhân gây ra triệu chứng đi tiểu thường xuyên. Một người bình thường thường phải đi tiểu từ 4 đến 7 lần trong 24 giờ, nhưng những người mắc bệnh đái tháo đường do đường máu cao có thể đi nhiều hơn bình thường rất nhiều lần. Đói vào nửa đêm. Bình thường vào buổi tối, cơ thể con người tiêu hao ít năng lượng hơn nên sẽ ít gặp tình trạng bị đói khi ngủ. Nhưng một khi bị đường huyết cao, người bệnh thường có tình trạng cảm thấy đói vào ban đêm, thậm chí có thể bị tỉnh giấc vì quá đói. Cơ thể bạn chuyển đổi thức ăn bạn ăn thành glucose mà tế bào sẽ sử dụng để lấy năng lượng. Nhưng các tế bào của bạn cần insulin để hấp thụ glucose. Nếu cơ thể bạn không tạo ra đủ hoặc không có bất kỳ loại insulin nào, hay các tế bào của bạn kháng lại insulin mà cơ thể tạo ra, lúc này glucose không thể xâm nhập vào các tế bào dẫn đến cơ thể thiếu năng lượng, khiến bạn đói và mệt mỏi hơn bình thường. Ngứa và tê bì chân tay. Khi ngủ vào ban đêm, nếu thường xuyên xuất hiện các triệu chứng ngứa ngáy toàn thân, ảnh hưởng đến việc đi vào giấc ngủ mà nguyên nhân không phải do các bệnh ngoài da thì hãy đề phòng vì lượng đường trong máu có thể đang quá cao. Bệnh thần kinh tiểu đường chính là một trong những biến chứng của bệnh tiểu đường, xảy ra còn do tình trạng tăng đường huyết, làm giảm lưu lượng máu trong mạch máu nhỏ khiến cho oxy và chất dinh dưỡng cần thiết cho tế bào thần kinh không được chuyển đến, dẫn tới tình trạng ngứa da và tê bì tay chân. Bởi vì cơ thể đang sử dụng chất lỏng để đi tiểu nên độ ẩm cho những thứ khác sẽ ít hơn. Bạn có thể bị mất nước và miệng có thể cảm thấy khô. Da khô có thể làm bạn ngứa. Bệnh tiểu đường có chữa được không? Thực tế, bệnh tiểu đường không thể chữa khỏi. Các phương pháp điều trị chỉ giúp kiểm soát triệu chứng và ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng, từ đó giúp bạn có một đời sống bình thường. Tùy thuộc vào loại đái tháo đường mắc phải, bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp kiểm soát đường huyết, dùng insulin hoặc thuốc trị đái tháo đường dạng uống. Chế độ ăn uống lành mạnh, duy trì trọng lượng hợp lý và thường xuyên vận động cũng góp phần kiểm soát bệnh hiệu quả. Ngay cả khi bạn được chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường, bạn có thể sống một cuộc sống đầy đủ. Bệnh đái tháo đường đòi hỏi phải lập kế hoạch và quản lý cẩn thận, nhưng nó không nên ngăn cản bạn tham gia và tận hưởng các hoạt động hàng ngày. Thực phẩm bạn nên tránh xa nếu không muốn bị mắc bệnh tiểu đường. 1. Thực phẩm giàu chất béo. Đồ ăn chiên rán, thịt mỡ, bánh kẹo đều là những thực phẩm giàu chất béo. Nếu thường xuyên ăn những loại thực phẩm này sẽ rất dễ gây bệnh béo phì. Béo phì chính là một trong những nguyên nhân gây ra kháng insulin, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, người béo phì dễ mắc các bệnh như gan nhiễm mỡ, cao huyết áp, mỡ máu cao và các bệnh lý khác. Đây cũng là những nguy cơ dẫn đến bệnh tiểu đường. 2. Đồ ngọt. Người bị tiểu đường cần tuyệt đối kiêng ăn các loại thực phẩm có vị ngọt bởi nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ có thể trực tiếp làm tăng lượng đường trong máu. Ngoài ra, ăn quá nhiều đồ ngọt đôi khi cơ thể sẽ không thể hấp thụ hết được. Lúc này, đường chỉ có thể chuyển hóa thành mỡ tích tụ trong cơ thể, gây béo phì, tăng mỡ máu, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. 3. Rượu. Uống nhiều rượu bia không chỉ làm tổn thương chức năng gan mà còn làm hỏng chức năng tuyến tụy, ảnh hưởng đến khả năng tiết insulin của tuyến tụy, từ đó gây ra bệnh tiểu đường. Ngoài ra, bản thân rượu vang cũng là một loại thực phẩm có hàm lượng calo cao, nếu uống trong thời gian lâu dài có thể gây ra béo phì và làm rối loạn chức năng trao đổi chất, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. 4. Gạo trắng. Gạo là loại thực phẩm chính trong các bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, người bệnh tiểu đường nên hạn chế sử dụng loại thực phẩm này vì trong gạo trắng có chứa rất nhiều tinh bột, nếu ăn nhiều có thể làm tăng lượng đường trong máu. Vì vậy, trong các bữa ăn hàng ngày, người bệnh tiểu đường tốt nhất nên thay thế các loại lương thực chính như gạo, mì bằng các loại ngũ cốc thô như ngô, khoai, gạo lứt sẽ có lợi và giúp ích hơn trong việc ổn định đường huyết.
Top 15 thực phẩm lành mạnh bạn nên ăn hàng ngày. Thực phẩm tốt cho bệnh tiểu đường là những món ăn có khả năng hỗ trợ giảm nhẹ triệu chứng bệnh. Người mắc bệnh cần dùng những loại thực phẩm kiểm soát bệnh tiểu đường để ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm liên quan đến tim, thận. Danh sách 15 loại thực phẩm người tiểu đường nên ăn, kể cả tiểu đường type 1 hoặc type 2. 1. Cá béo. Cá béo là một trong những loại thực phẩm kiểm soát tiểu đường lành mạnh nhất. Nhóm này bao gồm cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mỏi và cá trích đều là những nguồn cung cấp axit béo omega 3 như DHA và EPA, cực kỳ tốt cho tim mạch. Với những người bị bệnh tiểu đường, đang có nguy cơ bị đau tim và đột quỵ thì việc ăn những loại cá này sẽ cung cấp đủ lượng dưỡng quan trọng. DHA và EPA sẽ giúp bảo vệ các tế bào trên mạch máu, giảm thiểu viêm nhiễm và cải thiện chức năng của động mạch. Nhiều nghiên cứu quan sát cho thấy những người thường xuyên ăn cá béo sẽ có rất ít nguy cơ bị suy tim và tử vong vì bệnh tim. Trong các nghiên cứu này, những người lớn tuổi, bao gồm cả nam và nữ, ăn cá béo 5 đến 7 ngày mỗi tuần trong vòng 8 tuần đã giảm được đáng kể lượng triglyceride và các dấu hiệu viêm nhiễm. Cá cũng là một nguồn cung cấp đạm chất lượng, giúp bạn cảm thấy no và tăng cường trao đổi chất. 2. Các loại rau lá xanh. Các loại rau lá xanh vô cùng bổ dưỡng mà lại ít calo và tinh bột đường, giúp bạn hạn chế bị tăng đường huyết. Cải bó xôi, cải xoăn và các loại rau lá xanh khác đều là những nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể, kể cả vitamin C. Trong một nghiên cứu cho thấy, những người bị bệnh tiểu đường type 2 hoặc huyết áp cao khi hấp thụ nhiều vitamin C hơn sẽ giảm được các dấu hiệu viêm nhiễm và làm đường huyết tăng chậm hơn. Ngoài ra, trong rau lá xanh cũng chứa nhiều chất chống oxy, bảo vệ mắt khỏi các biến chứng của bệnh tiểu đường như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. 3. Quế. Quế có khả năng kiểm soát mức đường huyết, lượng cholesterol và triglycerides ở bệnh tiểu đường type 2. Đồng thời, nó cũng làm tăng độ nhạy insulin cho cơ thể. Tuy nhiên, quế cassia, quế Trung Quốc phổ biến ở các siêu thị, chợ có chứa chất coumarin mà nếu tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Vì vậy, bạn lưu ý chỉ nên dùng một lượng nhỏ không quá 2,5g quế cassia mỗi ngày. 4. Trứng. Trên thực tế, trứng có khả năng giảm thiểu các tác nhân gây bệnh tim, thúc đẩy chức năng kiểm soát mức đường huyết trong cơ thể. Thường xuyên ăn trứng sẽ giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tim, hạn chế viêm nhiễm, cải thiện độ nhạy insulin và đồng thời tăng lượng cholesterol tốt HDL và giảm lượng cholesterol xấu LDL. Một nghiên cứu cho biết, những người bị bệnh tiểu đường type 2 nếu có chế độ ăn uống với lượng đạm cao, bao gồm cả 2 quả trứng mỗi ngày, đã có nhiều cải thiện về hàm lượng cholesterol cũng như mức đường huyết. Ngoài ra, trứng cũng rất giàu chất chống oxy hóa giúp cho mắt luôn được khỏe mạnh. Bạn nên ăn nguyên quả trứng hoặc ưu tiên ăn lòng đỏ vì hàm lượng dinh dưỡng ở lòng đỏ nhiều hơn lòng trắng. 5. Hạt chia. Hạt chia là một thực phẩm tuyệt vời dành giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Chúng chứa rất nhiều chất xơ và cực kỳ ít tinh bột đường tiêu hóa giúp hạn chế tăng đường huyết. Trong 28g hạt chia có chứa 12g tổng lượng tinh bột, đường và chất xơ mà chất xơ đã chiếm đến 11g trong số đó. Lượng chất xơ hòa tan có trong hạt chia thực sự có thể hạ thấp nồng độ đường trong máu vì chúng làm giảm tỷ lệ thức ăn vào ruột và được tiêu hóa. Đồng thời, loại hạt này giúp giảm các cơn đói cũng như làm bạn cảm thấy no hơn, có thể hỗ trợ bạn giữ được cân nặng phù hợp. Nếu bạn bổ sung thêm hạt chia vào khẩu phần thì chất xơ của hạt sẽ làm giảm lượng calo mà bạn tiêu thụ trong toàn bộ bữa ăn đó. Ngoài ra, hạt chia cũng đã được chứng minh là có thể hạ huyết áp cũng như giảm thiểu các dấu hiệu viêm nhiễm. 6. Nghệ thực phẩm tốt cho người bệnh tiểu đường. Nghệ là một loại gia vị cực kỳ tốt cho sức khỏe. Curcumin, một thành phần có trong nghệ, có thể làm giảm viêm nhiễm, mức đường huyết và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hơn nữa, curcumin cũng có nhiều tác động tốt đối với bệnh thận ở người bị tiểu đường. Đây là một ưu điểm quan trọng vì bệnh tiểu đường chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về thận. Tuy nhiên, curcumin không tự hấp thụ được mà nên có thêm chất piperine có nhiều trong tiêu đen để tăng cường sự hấp thụ lên khoảng 2000%. 7. Sữa chua ít đường. Sữa chua ít đường là một thực phẩm từ sữa rất tốt cho người bị bệnh tiểu đường. Những thực phẩm như vậy đã được chứng minh có thể kiểm soát mức đường huyết tốt hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, một phần nhờ vào lượng lợi khuẩn probiotic có trong chúng. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sữa chua và những loại thực phẩm từ sữa khác sẽ duy trì cân nặng ổn định và cải thiện tình trạng cơ thể của người bị tiểu đường type 2. 8. Các loại quả hạch. Quả hạch có hương vị tuyệt vời, lại rất bổ dưỡng. Tất cả các loại quả hạch đều chứa chất xơ và rất ít tinh bột đường tiêu hóa nên được xem là thực phẩm kiểm soát bệnh tiểu đường hữu hiệu. Việc thường xuyên ăn các loại quả hạch này có thể giảm sự viêm nhiễm, hạ thấp mức đường huyết. 9. Bông cải xanh. Bông cải xanh là một trong những loại rau bổ dưỡng nhất thường gặp. Khoảng 92g bông cải xanh nấu chín chỉ chứa 27 calo và 3g tinh bột đường tiêu hóa, kèm theo rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C và magie.
Nghiên cứu về bệnh nhân tiểu đường đã cho thấy bông cải xanh có thể làm hạ nồng độ insulin và bảo vệ tế bào khỏi sự sản sinh các gốc tự do có hại trong quá trình trao đổi chất. Không chỉ là thực phẩm tốt cho bệnh tiểu đường, bông cải xanh còn rất giàu chất chống oxy hóa cực kỳ tốt cho mắt. 10. Dầu ô liu nguyên chất. Dầu ô liu nguyên chất có rất nhiều tác động tốt lên sức khỏe tim mạch. Nó có chứa acid glycine, một loại chất béo đơn không bão hòa đã được chứng minh là cải thiện mức triglyceride và cholesterol tốt HDL, rất tốt cho bệnh tiểu đường type 2. Theo kết quả phân tích 32 nghiên cứu về nhiều loại chất béo, chỉ có dầu ô liu được chứng minh là có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Dầu ô liu còn chứa chất chống oxy hóa polyphenol giúp giảm viêm tấy, bảo vệ tế bào mạch máu, giữ cho cholesterol LDL tránh bị oxy hóa và hạ huyết áp. Dầu ô liu nguyên chất chưa qua tinh chế sẽ giữ lại được các chất chống oxy hóa cũng như những thành phần khác nên tốt cho sức khỏe hơn. Bạn hãy mua dầu nguyên chất từ những nguồn đáng tin cậy, vì hiện nay có nhiều loại dầu ô liu đã bị pha thêm dầu bắp, dầu nành. 11. Hạt lanh. Hạt lanh là một thực phẩm cực kỳ có lợi cho sức khỏe, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh về tim mạch và hỗ trợ kiểm soát mức đường huyết tốt hơn. Qua một nghiên cứu, những người bị bệnh tiểu đường type 2 ăn hạt lanh trong vòng 12 tuần đã có những cải thiện đáng kể. Hạt lanh cũng có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và người bệnh sẽ không còn cần dùng quá nhiều thuốc chống đông máu. Hạt lanh còn chứa hàm lượng cao chất xơ hòa tan, cải thiện sức khỏe đường ruột, độ nhạy insulin và no lâu hơn. Cơ thể chúng ta không thể hấp thụ hạt lanh còn nguyên hạt. Vì vậy, bạn có thể mua dạng bột hoặc tự nghiền chúng. Lưu ý là bạn nên bảo quản hạt lanh trong lọ kín và để vào tủ lạnh để hạt tránh bị ôi mùi. 12. Giấm táo. Giấm táo có nhiều lợi ích về mặt sức khỏe. Giấm táo có khả năng cải thiện độ nhạy insulin và làm đường huyết tăng chậm hơn. Đồng thời, giấm táo cũng giúp làm giảm đi 20% tác động của lượng tinh bột đường trong bữa ăn lên mức đường huyết. Kết quả từ một nghiên cứu cho thấy, sau một thời gian thường xuyên dùng giấm táo trước khi ngủ đã giảm được 6% tốc độ tăng đường huyết. Để kết hợp giấm táo và chế độ ăn uống, bạn hãy bắt đầu dùng với 1 ly nước có pha 5ml giấm táo mỗi ngày. 13. Dâu tây. Dâu tây là một trong những loại trái cây bổ dưỡng nhất mà bạn nên ăn. Chúng có chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cho dâu tây có màu đỏ, có khả năng giảm lượng cholesterol sau mỗi bữa ăn. Đồng thời, loại trái cây này cũng có khả năng điều chỉnh đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở người bị bệnh tiểu đường type 2. 14. Tỏi. Một số nghiên cứu cho thấy tỏi có thể giảm viêm nhiễm, đường huyết cũng như cholesterol xấu LDL ở người bị tiểu đường type 2. Chúng cũng có hiệu quả trong việc hạ huyết áp. Qua một nghiên cứu, những người không kiểm soát được chứng cao huyết áp được cho dùng tỏi đen trong vòng 12 tuần và huyết áp đã giảm đi trung bình 10 đơn vị. 15. Các loại bí. Bí cũng là một trong những loại thực phẩm kiểm soát bệnh tiểu đường được chuyên gia sức khỏe khuyến khích sử dụng. Như các loại rau củ khác, bí cũng chứa các chất chống oxy hóa có lợi, ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Một nghiên cứu khác dùng chiết xuất bí đã cho thấy hiệu quả về giảm béo phì và nồng độ insulin. Những người bị bệnh tiểu đường type 2 sau khi dùng chiết xuất từ bí mùa đông đã giảm đáng kể lượng đường trong máu. Thực phẩm tốt cho bệnh tiểu đường đóng vai trò tích cực trong việc kiểm soát bệnh và ngăn ngừa biến chứng bệnh tiểu đường. Nếu biết cách kết hợp chúng trong khẩu phần ăn mỗi ngày, người bệnh có thể sống khỏe mạnh vì không còn phải chịu đựng các triệu chứng do bệnh gây ra.